Hello, xin chào anh chị em. Chào mừng anh chị quay trở lại kênh đầu tư chứng khoán Quang Trần VNI. Không biết là trong phiên ngày hôm nay thì anh chị có mua bắt đáy cổ phiếu nào hay không? Hay là có anh chị nào bán đúng đáy cổ phiếu ở phiên ngày hôm qua hay là trong phiên sáng nay hay không? Không biết là anh chị có cái cảm nhận như thế nào về thị trường ở trong giai đoạn hiện tại? Chắc hẳn là anh chị em nào mà xem World Cup 2022 trong thời gian vừa qua có cái nhận định về thị trường chứng khoán Việt Nam không khác gì chung kết World Cup giữa Argentina và Pháp. Gần như là nhà đầu tư trên thị trường ở trong thời điểm hiện tại chắc hẳn đều có cái suy nghĩ là bởi bây giờ mua cổ phiếu hàng còn chưa về, chưa thể biết được lãi hay lỗ. Với những anh chị em mà kể mua hôm qua xong rồi cuối phiên nó sàn thì chắc hẳn là đến sáng nay thôi, khi nhìn vào thị trường thực sự là rất là chán. Hay những anh chị em mà mua phiên thứ sáu khi cổ phiếu nó đang giảm thì trải qua cái cây sàn ngày hôm qua thì chắc hẳn là rất chán luôn, rất là lo lắng về thị trường. Nhưng mà sang đến phiên ngày hôm nay, đến kết phiên ATC, thị trường nó kéo lên từ khoảng 13 giờ 45 thì phái sinh thì nó bắt đầu nó kéo lên sau khi nó test và nó lấp lại cái gap được mở, gap down được mở ra ở phiên ATC ngày hôm qua thì bắt đầu nó rút chân đi lên và nó tăng khá là mạnh chạm cái vùng cản ở vùng 1010 điểm. Sau đó đến kết phiên ATC thì nó lại quay đầu lại giảm khoảng 10 điểm. Mà trong thời gian gần đây thì anh chị em thấy mỗi khi kết phiên ATC đều có một cái gap mở ra, mà thường là gap down. Duy chỉ có ngày 21 tháng 12 là có cái gap up. Còn lại mấy ngày gần đây là chúng ta đều thấy là phái sinh trong thời gian gần đây nó đánh rất là rát luôn. Mà có nhiều anh chị em trong thời gian gần đây nhá, đánh phái sinh là lãi nhưng mà đến phiên ngày hôm nay là quay ra lỗ sấp mặt luôn. Để chúng ta thấy được là phái sinh ở chứng khoán Việt Nam nó cũng rất là khó, nó không hề dễ chơi như thế nào. Và quay trở lại câu chuyện về thị trường thì sau khi kết phiên ATC ngày hôm nay có nhiều cổ phiếu nó quay đầu nó hồi phục và thậm chí là tăng trần. Với những cổ phiếu như dòng chứng khoán là một, dòng thép là hai, hay dòng bất động sản có một vài cổ phiếu nó tăng khá là mạnh như là DIC, thằng LDG hay DRH hay một vài cổ phiếu khác mà nó khá là nhạy sóng, hay một số dòng cổ phiếu khác trên thị trường nó cũng rút chân và nó tăng trần và tăng khá là tích cực. Phủ nhận cái phiên giảm sàn ngày hôm qua thì chắc hẳn là với những anh chị em mà mua cổ phiếu, với những cổ phiếu nó tăng trần trong phiên hôm nay thì đến cuối phiên là rất là vui. Ôi, mua cổ phiếu xong bây giờ nó tăng trần, không cần biết là mai ngày kia nó có giảm tiếp hay không, nó có tăng tiếp hay không. Đến kết phiên nó tăng trần phát ra là bây giờ phải ăn mừng phát ra, chứ không thể để ngày mai nhỡ nó giảm cái mất cơ hội để ăn mừng sớm, đúng không anh chị em? Và nhiều anh chị em cũng đặt ra cái câu hỏi là không biết ngày mai hay kết phiên năm 2022 chỉ số chứng khoán Việt Nam nó sẽ ở đâu, nó sẽ dưới 1.000 hay là trên 1.000. Liệu từ nay đến cuối tuần đội tao lập cho nhà đầu tư nhỏ lẻ ăn một chút gì gọi là bánh chưng bánh dày hay không, thì em và anh chị sẽ cùng đi vào phân tích, nhận định và đưa ra những cái kịch bản của thị trường chung cũng như là một số nhóm ngành nghề có thể nó sẽ tác động lên cái chỉ số thị trường chung trong thời gian tới. Những cái góc nhìn của em có thể giúp anh chị có thêm những cái ý tưởng để sang năm 2023 để anh chị tập trung dòng tiền vào, ưu tiên những nhóm cổ phiếu đó, có thể tìm kiếm lợi nhuận từ những nhóm cổ phiếu đó anh chị nhá. Trong phiên ngày hôm nay trên thị trường của chúng ta nó có 331 cổ phiếu nó tăng điểm, chỉ có khoảng 86 cổ phiếu nó giảm thôi. Và trong số 86 cổ phiếu giảm này thì gần như là không có cổ phiếu nào giảm sàn cả. Và trong số 331 cổ phiếu nó tăng điểm thì có rất nhiều cổ phiếu nó tăng trần. Điển hình gần như là cả dòng chứng khoán cũng như là nguyên cả dòng thép mới hôm qua giảm sàn thôi. Cả hai dòng này nhá, hay kể bất động sản nhá, thì sang phiên ngày hôm nay đóng cửa nó có một phiên nó tăng trần. Và đây là một điều tương đối tích cực và chúng ta có thể kỳ vọng về một con sóng hồi phục ngắn hạn với những nhóm dòng cổ phiếu này, hay là nhóm dòng nông lâm ngư nghiệp này như HAG, BASF, Dabaco này, hay một số nhóm dòng khác như khu công nghiệp này nó cũng bật tăng rất là mạnh. Thì kết phiên hôm nay chỉ số VN-Index nó đóng cửa ở mức 1.004,57 điểm, tương ứng tăng 1,97%, với mức thanh khoản là khoảng gần 600 triệu cổ phiếu được giao dịch trong cả phiên. Đây là tính cả số lượng giao dịch thỏa thuận. Còn nếu như mà không tính số lượng giao dịch thỏa thuận thì phiên ngày hôm nay nó chỉ đạt khoảng 507 triệu cổ phiếu thôi. Giá trị giao dịch của thị trường trong phiên hôm nay thì nó đạt khoảng 9.500 tỷ. Thì sau phiên giảm mạnh ngày hôm qua thì thị trường của chúng ta nó có một phiên nó rút chân đi lên. Thì đây là một phiên hồi phục khá tích cực. Nhưng đến kết phiên thì thị trường nó lại không vượt qua được cái đường kháng cự MA50. Trước đây cái vùng MA50 này nó là vùng hỗ trợ
của chỉ số VN-Index, nhưng cho đến thời điểm hiện tại, cái đường MA50 nó lại quay trở lại, nó là cái đường kháng cự của chỉ số này. Thì quan trọng chúng ta nên thấy điều gì ở phiên ngày mai? Ở phiên ngày mai, chỉ số VN-Index nó có đóng cửa được ở trên mức MA50 hay không? Thì đây là một tín hiệu khá là quan trọng trong thời gian tới. Nếu như trong phiên ngày mai, thị trường chung của chúng ta nó mở gap up đầu phiên, vượt qua cả vùng MA50, thì chúng ta cũng cần phải lưu ý về thị trường. Có thể nếu như mà anh chị em có cổ phiếu, đang nắm giữ cổ phiếu mà đang kẹt hàng, thì nên xem xét cơ cấu có lãi hay lỗ, xem xét bán hết ra. Nếu như mà phiên ngày mai thị trường nó mở gap up mà thiếu cầu tham gia, thì đây là một tín hiệu khá là tiêu cực với thị trường của chúng ta trong phiên ngày mai cũng như là trong thời gian tới. Còn nếu như mà phiên ngày mai thị trường nó đỏ đầu phiên, đỏ nhẹ thôi, đỏ nó quay về vùng 995 đến 1000, sau đó có thể là buổi chiều nó rút chân đi lên, và nếu như mà đóng cửa được quanh vùng 1015 đến 1020, thì đây là một điều khá là tích cực với thị trường của chúng ta. Và có thể những nhóm cổ phiếu như ngân hàng, chứng khoán, bất động sản hay thép thì nó sẽ tiếp tục hồi phục trong thời gian tới. Còn nếu như mà nó không giữ được cái tín hiệu tích cực, thì anh chị em mà đang kể cả đang kẹt hàng hay đang lãi nhẹ một chút hay là đang hòa vốn, chúng ta nên xử lý tài khoản để tránh những cái tín hiệu tiêu cực tiếp tục nó xảy ra trong thời gian tới. Thì nếu như phiên ngày mai ấy, nó mở gap up ấy, thì rất có thể là nó giống như phiên này, hay nó giống như một số phiên này anh chị em có thể thấy. Sau cái thời gian nó giảm mạnh, nó gãy kênh, thì thị trường nó hồi phục được một vài phiên, rồi nó mở cái gap up, và đến cuối phiên thì nó đóng cửa ở cái mức giá thấp nhất trong phiên. Hay như những phiên này, anh chị em thấy nhé, nó giảm mạnh này, anh chị em có thể phân tích, có thể theo dõi về tín hiệu về thị trường chung này. Ở những giai đoạn như này, nó gãy kênh này, sau đó thì nó rút chân, nó hồi phục đi lên này, và ngay sau đó một vài phiên thì thị trường nó thiếu lượng cầu tham gia và nó lại tiếp tục nó gãy kênh, thì anh chị em phải chú ý để thoát hàng ra kịp thời. Lãi hay lỗ lúc đấy thì bán ra hết thôi. Còn nhìn chung thì với phiên ngày hôm qua, thì đây là một phiên phân phối thứ 7 của thị trường. Thì trong cái điều kiện mà phiên phân phối thứ 7 nó xảy ra, mà ở thời điểm này nhìn chung thì thị trường nó mới rơi một phiên thôi, thì cũng không thể lường trước được liệu một vài phiên tới nó có tiếp tục nó rơi xuống cái vùng 950 để nó tiếp tục nó test lại hay không. Chúng ta không thể chắc chắn được. Quan trọng là một vài phiên tới thị trường nó phản ứng ra sao sau cái phiên hồi phục ngày hôm nay, đó mới là vấn đề. Nhìn chung thì thị trường nó mới hồi phục được một phiên, nhưng ngày hôm nay chúng ta chưa thể đánh giá được điều gì đâu. Mà kết phiên thì nó lại chưa vượt qua được vùng MA50. Hôm qua thì thủng rất mạnh, trong khi hôm nay thì nó trả điểm, nhưng mà trả thì lại trả chỉ bằng khoảng một nửa số điểm so với phiên ngày hôm qua thôi. Nó chỉ khoảng gần 20 điểm, trong khi hôm qua thì giảm khoảng 35 điểm. Thì nếu như mà trả điểm phản hồi lại cái tín hiệu sức mạnh, nó phủ nhận cái phiên phân phối ngày hôm qua, thì hôm nay rất nhiều các cổ phiếu trên thị trường nó còn phải tăng mạnh thêm nữa. Đi vào phân tích một số nhóm ngành mà nó có thể ảnh hưởng, có thể tác động đến thị trường trong thời gian tới, thì chắc chắn đầu tiên chúng ta phải phân tích đến nhóm dòng cổ phiếu ngân hàng, xem là trong mấy phiên gần đây nó phản ứng ra sao. Với những cổ phiếu leader, với những cổ phiếu dẫn đầu từ dòng ngân hàng cho đến thị trường, nó đang phản ứng như thế nào, nó đang kể cho chúng ta cái câu chuyện như thế nào. Thứ nhất đó là cổ phiếu BID. Anh chị em có thể thấy ở phiên ngày hôm qua, gần như là cổ phiếu này nó không giảm quá mạnh và nó vẫn đang test đi test lại ở vùng MA20 khá là đẹp. Nó gần như không chịu sự ảnh hưởng của thị trường chung ở phiên ngày hôm qua. Và sang đến phiên ngày hôm nay, cổ phiếu nó bật tăng khá là mạnh sau những thông tin về việc năm tới chuẩn bị mở mới zoom tín dụng cho năm 2022. Thì những doanh nghiệp, những ngân hàng, nhà nước nó sẽ là những cổ phiếu đi đầu trên thị trường, và nó cũng sẽ là những cổ phiếu giữ cho cái chỉ số thị trường chung nó ổn định ở một cái mức nào đó. Thì anh chị em có thể thấy những cổ phiếu nó mạnh hơn thị trường thì ở giai đoạn hiện tại nó sẽ đang test ở vùng MA20 hoặc vùng MA10. Nhưng gần như ở thời điểm hiện tại rất ít cổ phiếu nó test được ở quanh vùng MA10, mà hầu như là sẽ test lại ở quanh vùng MA20 thôi. Còn lại những cổ phiếu yếu hơn, một là nó thủng vùng MA50, hai là nó sẽ test lại quanh vùng MA50. Anh chị em sẽ thấy rất nhiều các cổ phiếu trên thị trường trong phiên ngày hôm qua và phiên ngày hôm nay nó đều đang test lại những vùng hỗ trợ này anh chị nhá. Thì những cổ phiếu nó khỏe hơn thị trường đó là những cổ phiếu như BID.
Trong thời gian mà thị trường nó đang tạo đáy thì những cổ phiếu như BID nó đã hồi phục, nó đã tạo đáy trước thị trường từ hồi đầu tháng 10. Mà những cổ phiếu này thì trong giai đoạn tháng 10 là cũng có nhiều anh chị em trong Zoom khách hàng của em mua được cổ phiếu này. Phiên ngày 25 tháng 11 thì cũng có rất nhiều anh chị em ở trong Zoom khách hàng của em mua được thằng BID ở phiên này. Nhưng mà lên đến đây thì em bỏ bán mất, cũng khá là tiếc. Tuy là những cổ phiếu thuộc dòng ngân hàng có thể nó sẽ không có điểm mua mới cho chúng ta, nhưng anh chị em có thể thấy những cổ phiếu này nó có tác dụng đỡ chỉ số thị trường rất mạnh. Những cổ phiếu như BID, như STB này, anh chị em sẽ thấy nó đều hầu như đang test lại quanh vùng MA20. Hay thằng CTG cũng vậy, anh chị em sẽ thấy một điều tương tự như vậy. Thằng CTG thì nó có cái vùng gap hồi cuối tháng 11, nên phiên ngày hôm qua nó cũng có dấu hiệu nó quay về cái vùng này để nó test lại cái vùng gap này. Và nó test lại luôn cái vùng MA50. Thì cổ phiếu này nó yếu hơn các cổ phiếu như STB, BID hay kể cả thằng LV Bank, anh chị em sẽ thấy nó thủng vùng MA20 và sau đó thì nó rút chân, nó hồi phục đi lên. Và thằng LV Bank thì nó còn gặp cái vùng hỗ trợ ở kênh xu hướng, nhưng mà cái kênh xu hướng này thì nó lại đang là kênh xu hướng đi xuống. Và cổ phiếu này thì nó cũng đang có cái nền giá dốc xuống, nên nó cũng yếu hơn so với thằng STB và thằng BID. Chị em có thể thấy những cổ phiếu thuộc dòng ngân hàng ở giai đoạn hiện tại nhìn chung nó đang vẫn khá là khỏe. Và nếu như thời gian tới ấy, những cổ phiếu này nó tiếp tục nó hồi phục được lên đến cái vùng đỉnh cũ, đỉnh ngắn hạn cũ, hay như thằng BID nó hồi phục được lên vùng 42, 43 là vùng đỉnh cũ, thì rất có thể thị trường của chúng ta nó cũng sẽ tiến tới, nó cũng sẽ tiếp tục nó hồi phục trong thời gian ngắn, trong thời gian tới, anh chị em nhé. Và những dấu hiệu về tín hiệu kỹ thuật của những cổ phiếu này, những cổ phiếu leader của dòng cũng như ở trên thị trường, nó chưa có cái dấu hiệu nó bước vào một cái giai đoạn phân phối của những cổ phiếu như BID hay là như STB. Còn thằng CTG thì nó đã bắt đầu có cái dấu hiệu nó gãy kênh, nó giảm. Nhưng mà ở phiên bán mạnh ngày hôm qua, cổ phiếu này nó chỉ được giao dịch với mức thanh khoản dưới 3 triệu cổ phiếu thôi. Thì đây không phải là tín hiệu quá tiêu cực với cổ phiếu này. Mà ở phiên ngày hôm nay thì nó cũng đã hồi phục lên được, nhưng mà không hồi phục quá mạnh, nên chúng ta cũng phải theo dõi thêm những cổ phiếu này. Và có thêm một điều cũng cần lưu ý trong thời gian tới. Nếu như mà dòng cổ phiếu ngân hàng nó chỉ cần sideways đi ngang trong thời gian tới và chỉ cần hồi nhẹ để nền cho những dòng cổ phiếu khác nó hồi phục đi lên, để anh chị em nhà đầu tư nhỏ lẻ có thể đón một cái Tết dương lịch nó tuy là không được trọn vẹn, nhưng mà chúng ta có thêm niềm tin với những anh chị em mà nhanh nhạy với thị trường, có thể bắt được đúng đáy ở trong nhịp phiên ngày hôm qua và sáng nay, thì biết đâu đấy hàng về là có lợi nhuận luôn, đúng không anh chị? Tuy là đánh giá về một cái tín hiệu tích cực về thị trường, nhưng mà chúng ta cũng không thể loại trừ về một kịch bản ở thời điểm hiện tại có thể nó cũng giống với hồi 2018, đầu 2019. Sau khi những cổ phiếu gọi là leader trên thị trường nó hồi phục và tiến tới vùng cản kháng cự trước đó, và ở thời điểm đầu năm 2019 thì nó cũng tương tự giống như giai đoạn hiện tại. Những cổ phiếu như CTG nó khỏe hơn thị trường, nó cũng sideways quanh vùng kháng cự được một thời gian, sau đó thì nó tiếp tục nó giảm và nó đi ngang trong một thời gian rất là lâu. Ở giai đoạn này thì đi ngang cũng phải gần một năm, từ tháng 3 năm 2019 cho đến tháng 12 năm 2020 thì nó bắt đầu nó tăng được một nhịp, trải qua cái giai đoạn Covid thì nó bắt đầu nó giảm gãy kênh, rồi bước vào một cái giai đoạn uptrend thời gian vừa qua như anh chị em đã biết. Nên ở giai đoạn hiện tại chúng ta không loại trừ cái kịch bản như thằng CTG nó trải qua hồi tháng 3 năm 2019 đâu anh chị nhé. Mà ở giai đoạn này anh chị em cũng có thể thấy những cổ phiếu này này, nó giảm, nó gãy kênh, nhưng mà mức thanh khoản cũng khá là nhỏ. Nó gãy, nó thủng, nó không cần cái sự xác nhận của dòng tiền lớn tham gia ở phiên ngày 12 tháng 3 năm 2019, mà nó cứ giảm thôi, giảm thôi. Tuy là nó không giảm mạnh, nhưng mà với những anh chị em mà cầm những cổ phiếu này ở giai đoạn 2019, chắc chắn là cũng sẽ rất là chán luôn. Tuy là không lỗ nhiều, nhưng mà sẽ rất chán. Nó chỉ lỗ khoảng loanh quanh khoảng 7-8% thôi. Thì những cổ phiếu như thằng CTG ở thời điểm hiện tại, chúng ta cũng không loại trừ về một cái kịch bản như hồi 2019 anh chị em nhé. Để chúng ta có thể lường trước được cái mức độ rủi ro của thị trường trong thời gian tới anh chị em nhé. Vì sao? Vì thực ra là những cổ phiếu thuộc dòng ngân hàng ở thời điểm hiện tại nó đều đang gặp vùng cản kháng cự trước đó. Thanh khoản ở vùng này nó cũng rất là lớn. Tuy là chưa có dấu hiệu của sự phân phối, nhưng mà đội tạo lập, dòng tiền lớn, dòng tiền tổ chức, thường thì họ cầm cổ phiếu ấy, thì họ không cầm trong ngắn hạn đâu.
Họ không cầm cổ phiếu trong 1, 2, 3 tuần đâu, mà có thể họ cầm hàng năm, vài năm cơ. Thì họ chịu được những giai đoạn cổ phiếu nó sideways, nó tích lũy. Nên chúng ta không loại trừ cái khả năng về thời gian tới những cổ phiếu như CTG nó sẽ sideways quanh vùng 25 đến vùng 28 trong một thời gian, anh chị nhá. Nên thời gian tới, cụ thể là trong tuần này thôi, để thị trường nó tiếp tục nó hồi phục thì chúng ta cũng nên thấy chỉ số chung của nhóm dòng cổ phiếu ngân hàng nó tiếp tục nó hồi phục đi lên. Với những cổ phiếu leader như thằng BID, như thằng CTG, như thằng LB Bank hay như thằng STB hay một vài cổ phiếu khác, chúng ta nên thấy cái dấu hiệu của sự tiếp tục hồi phục của nhóm cổ phiếu này. Có thể là không hồi phục mạnh đâu, nhưng mà nó giữ cho cái đà hồi phục của thị trường chung nó thêm tín hiệu tích cực, anh chị nhá. Bước sang nhóm dòng thứ hai, đó là nhóm dòng cổ phiếu bất động sản. Anh chị em có thể thấy mỗi khi thị trường nó hồi phục, kể cả hồi phục nhẹ hay là hồi phục mạnh, chúng ta đều thấy những cái dấu hiệu của sự hồi phục rất mạnh, sự nhẹ sóng những cổ phiếu thuộc dòng bất động sản hay những cổ phiếu thuộc dòng thép và chứng khoán. Anh chị em có thể thấy những cổ phiếu như Shell, như Dick, như L14. Sáng nay những cổ phiếu này thôi, mở cửa thì nó giảm rất là mạnh. Sau đó đến khoảng 2 giờ chiều thì nó bắt đầu có những cái lực cầu tham gia và kéo những cổ phiếu này đi lên và tăng mạnh, tăng trần trong một thời gian rất là ngắn, như thằng Shell. Sáng nay thì còn có lúc nó giảm gần giá sàn ở cái vùng giá 15.4. Sau đó thì rút chân đi lên và đóng cửa tăng trần, cũng như là thằng L14 cũng vậy. Và API này, EDG này, hay LDG này, hay DRH này, cũng như là thằng Dick, sau khi nó test về cái vùng hỗ trợ phía trước và nó rút chân đi lên và đóng cửa ở mức giá tăng trần, thì nhìn chung phiên ngày hôm nay của thằng Dick cũng như là Shell hay L14, đây là một phiên rút chân hồi phục tương đối tích cực với nhóm cổ phiếu này. Anh chị em có mua cổ phiếu ở phiên ngày hôm nay, có thể, rất có thể là khi hàng về anh chị em vẫn có lãi, nhưng mà chúng ta chưa nên mua số lượng nhiều với những cổ phiếu này ở giai đoạn hiện tại. Bởi vì sao? Đây mới là phiên hồi phục đầu tiên với nhóm dòng cổ phiếu này. Sau những phiên phân phối, sau những phiên giảm mạnh trong thời gian vừa qua, thì còn rất nhiều anh chị em nhà đầu tư vẫn còn đang kẹt hàng ở vùng đầu tháng 12 và vẫn đang chờ cổ phiếu về bờ để có thể bán ra cơ cấu, bán cắt lỗ, bán về bờ để còn lấy tiền sắm Tết, lấy tiền ăn Tết. Thì những cổ phiếu này nhìn chung nó vẫn còn đang gặp khá nhiều vùng cản ở bên trên. Nếu như thời gian tới nó có hồi phục và nó test lại như ở giai đoạn này thì lúc đó chúng ta tham gia những nhịp như thế này thì ok. Còn ở thời điểm hiện tại, nếu như anh chị em có mua được giá thấp nhất trong phiên thì nó sẽ an toàn. Nhưng mà nhìn chung thì cũng rất ít anh chị em mua được mức giá này thôi, vì nó vẫn đang giảm mạnh, làm sao mà dám mua được, đúng không? Nên đối với những cổ phiếu thuộc dòng bất động sản, anh chị em nào có mua được giá đỏ thì ok, mua test ok, nhưng mua đuổi thì mình không khuyến nghị, mình không ưu tiên. Và chúng ta cũng nên cẩn trọng về một cái thị trường nó vẫn đầy rẫy rủi ro như thời điểm hiện tại, chưa có một cái điều gì rõ ràng và cơ hội chắc chắn để cho anh chị em tham gia ở thời điểm hiện tại, anh chị em nhé. Đối với việc những doanh nghiệp bất động sản sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong năm 2023 khi những khoản nợ đáo hạn và các doanh nghiệp bất động sản phải kêu gọi thu hút thêm nguồn vốn để có thể trả nợ, mua lại các khoản trái phiếu. Nên nhìn chung để có thể đầu tư được nhóm dòng cổ phiếu bất động sản, nếu như anh chị em xác định đánh ngắn hoặc là đánh T cộng thì ok, nhưng mà nếu như cầm dài thì có thể thời điểm hiện tại chưa phải là thời điểm phù hợp để anh chị em có thể mua những cổ phiếu này, đặc biệt là những cổ phiếu như Dick, như Shell, tính đầu cơ của nó rất cao. Nên nếu như mà anh chị em có thích những cổ phiếu này, chúng ta nên ra vào nhịp nhàng và sai phát là phải bán ngay lập tức. Ví dụ như những anh chị em mà có mua ở phiên ngày 15 tháng 12 này hay ngày 16 tháng 12 này mà mua sai, khi cổ phiếu nó trải qua một cái phiên nó cụt đầu sau khi vượt qua cái kênh xu hướng, thì khi hàng về anh chị em phải xem xét bán ngay. Thì chúng ta không phải cầm cổ phiếu đến thời điểm hiện tại, và chúng ta không phải lo mỗi ngày là cổ phiếu liệu nó có hồi phục hay không, và mỗi phiên cổ phiếu nó giảm sàn là chúng ta lại mất ăn mất ngủ. Và đến khi cổ phiếu nó tăng trần cái, các tài khoản của chúng ta đang lỗ, có cái cảm giác nhưng mà tài khoản đang lãi đến nơi ấy. Nên để tránh được những khoản thua lỗ khoảng 20-30% thì anh chị em nên kỷ luật. Kể cả mua sai hay đúng thì chúng ta vẫn cần tuân thủ cái kỷ luật khi tham gia trên thị trường, mới tránh được những khoản lỗ 20-30%, đúng không? Làm gì có ai phá sản khi bán sớm cổ phiếu.
Hầu như là đều là bán muộn và bán đúng đáy cổ phiếu thì mới rơi vào tình trạng phá sản chứ. Nên cách duy nhất để anh chị em tồn tại trên thị trường đó là luôn giữ cho tài khoản của chúng ta ở trong một cái mức phạm vi an toàn mà anh chị em có thể chấp nhận được cái khoản lỗ đó. Khi khoản lỗ không chấp nhận được nữa, anh chị em cần xử lý tài khoản ngay lập tức. Đây là câu chuyện muôn thuở. Mình nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần rồi nhưng mà không phải anh chị em nào cũng thực hiện được đâu. Và cũng rất nhiều anh chị em đến khi lỗ khoảng 20-30% rồi xong nhắn tin thì mình bảo biết thế trước đây nghe em đến khi cổ phiếu nó giảm khoảng 5-6% cứ nghĩ là nó hồi phục nên không bán và cũng cảm thấy khoản lỗ đấy nó nhỏ quá nên mình vẫn chịu được. Nhưng đến khi nó cho hai cây sàn nữa thì bắt đầu không chịu nữa thì bán đúng đáy luôn. Thì cũng có nhiều anh chị em bán đúng đáy thằng Đích ở sáng nay hay thằng L14 hay thằng Sell ở sáng nay hay kể cả những cổ phiếu như Hòa Phát, nhiều anh chị em bán lệnh MP ở phiên ngày hôm qua giá sàn luôn, hay thằng Hoa Sen cũng vậy bán giá sàn ở phiên ngày hôm qua luôn. Thì sau khi bán những cổ phiếu này giá sàn ngày hôm qua thì sáng nay nó giảm nhẹ một chút, sau đó kết phiên thì nó đóng cửa mức giá tăng trần, bắt đầu lúc đấy chửi thị trường khốn nạn, lái khốn nạn tạo lập. Nhưng mà tại sao chúng ta lại đi mua những cổ phiếu ở những phiên này? Ở những phiên này nó không có một cái điểm nào để tham gia những cổ phiếu này cả. Cùng lắm anh chị em mua ở những phiên này này thì khi hàng về ấy, có thể chúng ta sẽ phải bán hòa vốn. Thì khi mà anh chị em gặp những phiên cụt đầu như này nhá, và trong tương lai anh chị em chỉ cần thấy những phiên nó cụt đầu như này, khi hàng về cái kể là hàng không về ở trong phiên cụt đầu, hàng về sau phiên cụt đầu anh chị em cần bán ngay lập tức thì chúng ta sẽ tránh được những cái rủi ro trong những giai đoạn mà thị trường nó biến động. Tại sao những cái tín hiệu ở những phiên cụt đầu này lại xấu như vậy? Anh chị em có thể thấy ở phiên ngày 19 tháng 12, sau một phiên cổ phiếu nó tăng trần thì sang phiên ngày 19 tháng 12 thanh khoản của cổ phiếu này nó cũng tương đối lớn, nó không kém nhiều so với phiên trước đó. Giá mở cửa thì mở gap tăng mạnh, có những lúc gần như tăng trần, nhưng mà đến cuối phiên nó không giữ được mức giá cao nhất trong phiên. Điều này cho thấy là bên cung nguồn bán ra đang áp đảo bên cầu mua vào, có nghĩa là một mặt hàng người mua ít hơn người bán thì giá mặt hàng đó nó sẽ giảm xuống trong thời gian tới. Thì trên thị trường những cổ phiếu này điều tương tự nó cũng sẽ xảy ra. Nên để tránh được những cái điều tương tự thì sau này anh chị em cần phải thay đổi một cái phương pháp đầu tư làm sao cho phù hợp với một cái thị trường nó đầy rẫy rủi ro và biến động như là thị trường chứng khoán Việt Nam anh chị nhé. Thì với những cổ phiếu thuộc dòng thép ở phiên ngày hôm qua và ngày hôm nay anh chị em cũng có thể thấy hôm qua thì nó thủng luôn cả vùng MA 50. Thì nhiều anh chị em xem cái chỉ báo, xem cái tín hiệu này này, chúng ta thấy nó thủng vùng MA 50 thì xem xét bán ra đúng không? Thì ngay sau đó phiên ngày hôm nay thì là một phiên phủ nhận lại phiên ngày hôm qua. Và đây là một phiên test lại khá là thành công với nhóm cổ phiếu thép khi nó đã test thành công vùng MA 50 với những cổ phiếu này. Quan trọng là một vài phiên tới nó có tiếp tục nó tích cực hay không, nó tiến tới nó vượt qua vùng MA 20 nó có test lại hay không. Nếu như mà sau này test lại ấy, mà nó có nhịp nó rút chân đi lên, anh chị em có thể tham gia mua ở những phiên nó test lại đấy này. Vì sao? Vì những phiên này này nó chưa test thành công đâu. Nếu như mà một vài phiên tới nó test lại thì đây là một điều tương đối tích cực với những cổ phiếu này mà thời gian tới chúng ta có thể theo dõi quan sát để tham gia. Còn khi những cổ phiếu thuộc dòng thép này, nó thủng luôn cái vùng đáy này này thì anh chị em lúc đấy lại phải theo dõi về cái mức thanh khoản, cái vốn của nó, volume của nó, volume lớn hay không, có lượng cầu tham gia hay không thì chúng ta sẽ có thêm những cái tín hiệu để đánh giá những nhóm cổ phiếu này trong thời gian tới. Và nhìn chung phiên ngày hôm nay nó mới là phiên phục hồi thứ nhất của những cổ phiếu này thôi. Nên chúng ta cũng cần thêm thời gian để đánh giá những cổ phiếu này trong thời gian tới. Còn mai ngày kia mà nó tiếp tục nó mở gap ấy thì anh chị em lúc đấy chúng ta có hàng thì chúng ta phải xem xét chúng ta bán ra. Không còn cách nào khác ngoài việc bán ra thôi. Thì rất có thể nó lại là một phiên tiếp tục cụt đầu và giảm mạnh. Nên anh chị em cũng cần phải bảo vệ tài khoản nếu kịch bản này nó xảy ra anh chị em nhé. Thì đây là đối với nhóm dòng cổ phiếu thép. Trong thời gian vừa qua thì mình cũng có phân tích và hướng anh chị em tới nhóm dòng cổ phiếu dầu khí. Đó là những cổ phiếu như thằng PVC và thằng PVD. Thì hôm trước cũng bảo anh chị em mua ở vùng giá 17. Nếu như mà có giá dưới 16, dưới 17, anh chị em mua rất an toàn luôn. Và mình cũng phân tích về một cái chart tuần của những cổ phiếu này. Thì cũng đang đánh giá là cái biên dao động của những cổ phiếu này nó vẫn đang khá là lớn, khá là lỏng. Nên cũng có thể sẽ cần thêm thời gian để nó test lại. Nhưng mà với thằng PVD thì phiên ngày hôm nay sau cái nhịp nó test lại luôn ở vùng MA 50 và cuối phiên nó rút chân và đóng cửa mức giá cao nhất trong phiên thì rất có thể
cổ phiếu này phiên ngày mai ngày kia nó sẽ bật tăng mạnh mẽ. Nhưng mà quan trọng ở phiên ngày mai ngày kia, sau khi nó bật tăng, thanh khoản của nó có hay không, thì lúc đó anh chị em có thể xem xét. Chỉ sợ sau phiên ngày mai ngày kia nó tăng mạnh nhưng mà nó lại tạo thành phiên bull chắc thì lại hơi rủi ro thôi. Còn nhìn chung mà anh chị em nào có mua thằng PVD ở phiên ngày hôm nay ý, thì tương đối đẹp luôn. Thì hôm trước là mua hôm nay hàng về đấy. Thì sau khi mua hàng về hôm nay, hôm trước thì mình cũng mua ở vùng 17.5, thì hôm nay hàng về có những lúc cũng âm khoảng 3-4%, nhưng mà nó chưa vi phạm cái quy tắc, chưa vi phạm cái kỷ luật gì cả, nên mình vẫn giữ, cũng không mua thêm, nhưng mà vẫn giữ cổ phiếu này. Và nếu như mà ngày mai cổ phiếu này nó tăng mạnh thì đây là một điều tương đối tích cực với cổ phiếu này. Và nếu như mà nó vượt lên vùng 20.5 thì đây lại là điều rất tích cực với thằng PVD luôn. Và thằng PVC cũng vậy. PVC thì nó không khác gì. Anh chị em có thể thấy nó test đi test lại đến lần thứ tư ở quanh vùng 11.5 đến vùng 11.7. Tuy là ngày hôm nay nó thủng mấy cái đáy cũ nhưng mà thanh khoản của nó lại khá là thấp. Nó chỉ ngang phiên ngày 21 tháng 12 thôi. Và cuối phiên nó đóng cửa được ở mức giá gần như là cao nhất trong phiên. Và nếu như mà ngày mai những cổ phiếu thuộc dòng dầu khí nó tăng mạnh thì đây là điều rất tích cực với nhóm dòng này luôn. Hay kể cả thằng PVS anh chị em nhé, nó cũng có một phiên nó test lại cái cây ngày 13 tháng 12. Sáng nay cũng có những lúc nó giảm mạnh, chiều nay nó giảm mạnh này. Sáng nay thì mở cửa giảm sàn rồi thì không nói, nhưng chiều nay thì sau khi hàng về của nhiều anh chị em, hàng về ở phiên những phiên này này thì bán cắt lỗ xong cái ở quanh vùng 20 này. Những anh chị em mà có mua ở đây này, chiều nay hàng về cũng bán khi âm khoảng 7-8% luôn. Thì sau khi bán cái cuối phiên nó rút chân đi lên và nó đóng cửa mức giá cao trong phiên luôn. Và nếu như mà ngày mai thằng PVS nó cũng tăng mạnh theo dòng dầu khí thì đây cũng là điều rất tích cực với nhóm dòng này luôn. Và sau cái giai đoạn nó test đi test lại này, anh chị em có thể theo dõi cái chart tuần của những cổ phiếu này. Có thể trong tuần này hoặc là trong tuần sau nhóm này nó tăng thì cũng không phải là muộn đâu. Nếu như mà tuần này nó chưa tăng thì có thể tuần sau nó sẽ tăng thôi. Đối với nhóm dầu khí, anh chị em có thể thấy là giá dầu trên thế giới nó cũng đang ở trong một cái xu hướng nó tăng. Sau những cái thông tin về việc Trung Quốc công bố về việc mở cửa biên giới ở ngày 8 tháng 1 năm 2023, thì nhóm dòng dầu khí cũng như là giá dầu khí trên thế giới nó cũng bật tăng rất mạnh trong mấy ngày hôm nay luôn. Anh chị em có thể thấy rất nhiều thông tin liên quan đến việc Trung Quốc mở cửa nền kinh tế, tái mở cửa nền kinh tế. Tuy là chúng ta chưa đánh giá được tác động khi mà Trung Quốc mở cửa nền kinh tế nó sẽ tác động đến các nhóm ngành nghề khác như thế nào, cái điều này thì cần thêm thời gian để đánh giá. Nhưng chúng ta có thể nhận định, nhận xét, kỳ vọng về một cái khả năng về các nhóm ngành năng lượng nó sẽ được hưởng lợi. Có thể về các nhóm ngành điện, có thể về các nhóm dòng cổ phiếu dầu khí nó sẽ được hưởng lợi trong thời gian tới khi mà Trung Quốc tái mở cửa nền kinh tế, nhu cầu đi lại của người dân nó sẽ tăng đột biến, hồi phục đột biến. Từ du lịch đến công tác đi lại nó sẽ quay trở lại thời gian trước khi Covid nó diễn ra, nó bắt đầu. Và Trung Quốc cũng Zero Covid được gần 3 năm nay rồi. Thì khi mà Trung Quốc mở cửa nền kinh tế, chúng ta có thể đánh giá ngay về cái tác động đến từ việc nhu cầu sử dụng năng lượng đến từ Trung Quốc. Nên đây là điều mà mình đang kỳ vọng khá là nhiều đến từ nhóm dòng cổ phiếu dầu khí. Những cổ phiếu như PVS, như PVD, như PVC, đây là những nhóm dòng mà mình vẫn ưu tiên hơn cả so với các cổ phiếu như là bất động sản, như là chứng khoán. Tuy là những cổ phiếu như bất động sản, như chứng khoán thì nó nhạy sóng hơn với thị trường, anh chị em có thể xem xét để đánh ngắn. Nhưng nếu như mà đầu tư theo triển vọng vĩ mô thì nên xem xét ưu tiên các cổ phiếu thuộc dòng dầu khí anh chị em nhé. Còn đánh ngắn, đánh T cộng thì chúng ta có thể canh những cổ phiếu như bất động sản, như chứng khoán. Nhưng khi chấp nhận cơ hội nó cao, nó nhanh thì chúng ta phải chấp nhận về cái rủi ro nó có thể nó đến, thì chúng ta mới chấp nhận đánh được những cổ phiếu thuộc dòng bất động sản hay là dòng chứng khoán anh chị em nhé. Còn dòng dầu khí ở thời điểm hiện tại anh chị em mua nó sẽ an toàn rất nhiều. Anh chị em có mua tuần trước hay mua mấy ngày hôm nay thì nếu như mà đen ấy, anh chị em có mua ở quanh vùng giá 23-24 ấy, cùng lắm đến ngày hôm nay chúng ta chỉ lỗ khoảng 5-6% thôi. Với những cổ phiếu như PVS, như PVC, như PVD, nó rủi ro sẽ thấp hơn nhiều so với những cổ phiếu thuộc dòng bất động sản hay chứng khoán, đúng không anh chị? Nên chúng ta kỳ vọng về điều gì, chúng ta sẽ phải chấp nhận về khả năng ngược lại, về cái rủi ro nó có thể đem lại anh chị nhá. Chứ không thể là trong một giai đoạn thị trường nó rủi ro, anh chị em kỳ vọng về những khoản lợi nhuận lớn nhưng mà rủi ro nó thấp, điều này gần như không thể trên thị trường Việt Nam đâu.
Trong phiên ngày hôm nay cũng có thêm một vài nhóm dòng cổ phiếu mà em cũng đang ưu tiên, cũng đang quan tâm. Nó cũng đang có thêm cái tín hiệu khá là tích cực như những cổ phiếu như BASF. Sau cái quá trình nó test đi test lại và nó có một cái quá trình nó nâng đáy từ thời điểm giữa tháng 11 cho đến nay. Nó test đi test lại đáy và đến lần thứ tư nó không thủng thì phiên ngày hôm nay cổ phiếu này nó bật tăng mạnh, tăng trần. Anh chị em mà có mua thằng BASF ở phiên ngày hôm nay, kể cả mua giá cao, cũng sẽ gặp ít rủi ro hơn trong thời gian tới. Có thể là phiên ngày mai, ngày kia, thằng này nó sẽ test lại với mức thanh khoản nhỏ. Thì thời gian tới, anh chị em chưa lên tàu, chúng ta sẽ có thêm cơ hội để tham gia mua thằng BASF. Còn nếu như mà nó tăng mạnh ngay, thì chúng ta có thể chúng ta sẽ mất cơ hội. Anh chị em nào mà sợ bỏ lỡ cơ hội thì có thể sẽ phải mua đuổi. Nhưng mà mua đuổi thì rủi ro nó sẽ cao hơn. Với những thằng như BASF hay như thằng Dabaco thì nó cũng vậy. Đối với những cổ phiếu như Dabaco này, thì ở thời điểm hiện tại thì nó không khác nhiều so với vùng hồi tháng 8 đâu. Sau một quá trình nó hồi phục thì đến thời điểm nó giảm đủ sâu thì nó sẽ bước vào một cái quá trình nó hồi phục thôi. Và đây là những cổ phiếu nó đã gần như là yếu nhất trên thị trường vì nó thủng hết tất cả các đường hỗ trợ, sau đó nó mới hồi phục đi lên. Để cho những anh chị em nào kỳ vọng về những đường hỗ trợ thì chúng ta bắt buộc chúng ta phải bán hết ra. Thì sau khi bán xong thì cổ phiếu nó phục hồi thôi. Và nó cũng trườn theo cái mây Ichimoku. Từ thời điểm nó vượt qua này thì nó bắt đầu nó trườn xuống. Và đến nay thì nó mới bắt đầu nó rút chân, nó hồi phục đi lên. Thì nếu như mà xem xét cơ hội đầu tư những cổ phiếu này thì anh chị em nên chú ý trong thời gian tới nó có test lại sau khi chính thức vượt qua vùng mây này trong thời gian tới hay không. Thì lúc đó chúng ta xem xét để chúng ta tham gia anh chị em nhé. Còn đối với thằng BASF, sau một thời gian nó test đi test lại thì trong thời gian tới nó cũng gặp cái vùng mây Ichimoku và một vùng mây này khá là lớn. Nó chưa vượt qua ngay được đâu. Nên anh chị em cũng có thể xem xét trong thời gian tới xem có cơ hội nào cho chúng ta hay không. Thì lúc đó chúng ta mới ưu tiên để chúng ta quan tâm, chúng ta tham gia anh chị em nhé. Và ngoài ra thì có thêm một số dòng cổ phiếu khác nó cũng đang hoạt động khá là giống trong lịch sử. Đó là những cổ phiếu như thằng CTD. Nó đang khá là giống hồi ngày 23 tháng 6, ngày 24 tháng 6. Sau một quá trình hồi phục này anh chị em thấy rất nhiều các cổ phiếu nó đang có một cái nền giá khá là giống như thằng CTD ở thời điểm ngày 14-15 tháng 6. Sau một quá trình nó hồi phục đi lên, nó gặp vùng cản cự và nó giảm rất mạnh trong mấy phiên liên tiếp. Rồi sau khi giảm đủ, nó gặp cái vùng hỗ trợ thì nó bắt đầu nó hồi phục đi lên. Thì anh chị em mà có mua những cổ phiếu như CTD ở phiên ngày hôm nay ấy, chúng ta sẽ gặp rất ít rủi ro. Nếu như mà nó sai thì cũng có thể anh chị em sẽ cần phải bán ra khi nó thủng cái vùng hỗ trợ ở mấy phiên ngày hôm nay. Nhưng mà cơ hội nó sẽ cao hơn với những cổ phiếu này. Anh chị em mà chưa mua những cổ phiếu như CTD có thể canh trong một vài phiên tới. Rất có thể khi nó tiến tới vùng giá 35, 36 nó sẽ rũ lại một vài phiên giống như là hồi đầu tháng 7. Nó sẽ cần khoảng một tuần, khoảng 3 đến 5 phiên nó rũ bỏ, nó test lại. Rồi sau đó sẽ có cơ hội để cho anh chị em tham gia. Và anh chị em có thể để ý thằng BASF có thể nó cũng sẽ giống những giai đoạn này. Thì xem thời gian tới nó có test lại hay không. Thì lúc đó chúng ta sẽ có cơ hội để chúng ta tham gia anh chị em nhé. Còn nhìn chung thì sau phiên hồi phục ngày hôm nay, chúng ta không thể phủ nhận về cái tín hiệu tích cực của chỉ số chứng khoán Việt Nam. Nhưng để tham gia được mua mới hay không trong thời gian tới thì chúng ta cũng cần theo dõi thêm, để quan sát đánh giá thêm những cổ phiếu trên thị trường. Cơ hội nào nó rủi ro thấp nhất thì lúc đó em sẽ gửi đến cho anh chị em, để anh chị em có thể kịp thời tham gia mua mới những cổ phiếu để kỳ vọng tham gia đem về những khoản lợi nhuận anh chị em nhé. Nếu như mà anh chị em chưa tham gia Zoom khách hàng của em thì có thể chuyển ID để tham gia vào Zoom khách hàng của em để chuẩn bị đón những con sóng trong thời gian tới anh chị em nhé. Cảm ơn anh chị đã theo dõi. Nếu như anh chị em thấy video hữu ích, vui lòng like, comment và share video đến mọi người để mọi người biết đến kênh của em nhiều hơn nữa anh chị em nhé. Cảm ơn anh chị em đã theo dõi.